Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý vị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo. Thì cái chủ đề hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn các câu nói thông dụng, thực dụng. Thì đây là những câu mà người Hồng Kông nói hà rầm, nói hàng ngày. Các bạn, rồi chúng ta bắt đầu. Hai chữ dấu xín, dấu xín. Dấu xín có nghĩa là ưu tiên. Cái gì đó ưu tiên thì sẽ là dấu xín ha. Dấu xín là ưu tiên. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta đi xe buýt, xe điện ngầm, đi bệnh viện hay là một đi đâu đó mà chúng ta thấy ba chữ này, dấu xín chờ, dấu xín chờ, có nghĩa là ghế ưu tiên, chờ có nghĩa là cái chỗ ha. Dấu xín chờ có nghĩa là ghế ưu tiên. Thì những cái ghế ưu tiên này thì dành cho những người già, những người trẻ em, những người mang thai hay là những người tàn tật ha. Thì người ta sẽ ngồi những cái ghế như thế. Thì khi mà chúng ta thấy ba chữ này, nếu mà cần thì phải nhường lại cho họ ngồi, hiểu không ạ? Ở Hồng Kông là như thế ha, hay là những nước khác cũng vậy. Rồi, bây giờ thí dụ như chúng ta muốn chúc một ai đó ngủ ngon thì người Hồng Kông người ta sẽ chúc là chủ thẩu. Chủ thẩu có nghĩa là ngủ ngon, thông thường thì người ta chúc như thế các bạn, chủ thẩu. Thì ngoài ra chúc ngủ ngon chúng ta còn có thể nói là mạn ón, mạn ón, nhưng mà thông thường thì người Hồng Kông sẽ nói là chủ thẩu khi chúc với nhau ngủ ngon. Trong trường hợp những cái sứ ngôn viên của đài truyền hình khi mà người ta muốn nói chúc quý khán giả ngủ ngon thì người ta sẽ nói là mạn ón. Mạn ón có nghĩa là chúc ngủ ngon. Ngoài ra mạn ón còn có nghĩa là chào buổi tối. Nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là chúc ngủ ngon ha, và ý nghĩa thứ hai là chào buổi tối. Rồi, nói tóm lại, người Hồng Kông thông thường, bình thường muốn chúc với nhau là ngủ ngon thì sẽ là chủ thẩu. Còn những cái trường hợp long trọng chúc với nhau thì sẽ là mạn ón ha. Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là mai gặp lại, hẹn mai gặp lại. Mai gặp lại thì sẽ là thính dạch kiên. Thính dạch kiên là chúng ta muốn nói mai gặp lại. Kiên có nghĩa là gặp, thính nhật là ngày mai, thính nhật kiên có nghĩa là ngày mai gặp hay là mai gặp lại, đều giống nhau thôi ha. Rồi, bây giờ mới sáng sớm chúng ta gặp ai đó vào buổi sáng thì chúng ta sẽ nói là chủ sành. Chủ sành ha, chủ sành là chào buổi sáng. Rồi, bây giờ thí dụ như chúng ta biết đó ai đó bệnh ha, chúng ta không biết họ có khỏe hay chưa thì chúng ta bây giờ muốn hỏi thăm như thế này, bạn thấy khỏe chút chưa, hay là mẹ thấy khỏe chút chưa, hay là ba thấy khỏe chút chưa, thì chúng ta hỏi như thế nào bằng tiếng Quảng Đông, có ai biết không? Hỏi như thế này, lị con tắc hủ tí mì. Lị con tắc hủ tí mì, lị là bạn, con tắc là cảm thấy, mì là câu hỏi chưa, hủ tí mì có nghĩa là khỏe hơn chút chưa, đỡ hơn chút chưa, tốt hơn chút chưa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị con tắc hủ tí mì. Lị con tắc hủ tí mì có nghĩa là bạn thấy khỏe chút chưa, hay là mẹ thấy khỏe chút chưa, hay là ai đó ở ngôi thứ hai số ít khỏe chút chưa. Rồi, nếu mà chúng ta nghe ai đó hỏi lị con tắc hủ tí mì, lị con tắc hủ tí mì, chúng ta muốn trả lời là tôi đã khỏe rất nhiều rồi, tôi đã khỏe rất nhiều rồi, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, ngọ hủ chỗ hủ tó là, ngọ hủ chỗ hủ tó là, ngọ hủ chỗ hủ tó là, có nghĩa là tôi đã khỏe rất nhiều rồi. Ngọ là tôi ha, là tôi. Hủ chỗ, hủ là tốt, là khỏe, hang hữu chỗ có nghĩa là đã khỏe.
hữu tó, tó là nhiều, hữu tó là rất nhiều, la là rồi, hữu tó la, hữu tó là, hữu trở hữu tó là, hữu trở hữu tó là, có nghĩa là đã khỏe rất nhiều rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ hữu trở hữu tó là, ngọ hữu trở hữu tó là, có nghĩa là tôi đã khỏe rất nhiều rồi. Rồi bây giờ chúng ta biết một ai đó mà cảm thấy là cần nghỉ ngơi ha, mệt mỏi quá, hay là những ai đó bệnh, chúng ta khuyên họ nghỉ ngơi nhiều chút, thì chúng ta sẽ nói là tó tí dấu xích. Tó tí dấu xích, bốn chữ này có nghĩa là nghỉ ngơi nhiều chút, dấu xích là nghỉ ngơi, tó tí, tó là nhiều, tó tí là nhiều chút chút. Tó tí dấu xích có nghĩa là nghỉ ngơi nhiều chút. Rồi, hay là chúng ta biết ai đó bệnh, chúng ta muốn chúc họ sớm bình phục, hay là sớm khỏe lại, thì chúng ta sẽ chúc như thế nào? Chúc như thế này hiểu không chàng? Chủ dạch hón phục. Chủ dạch hón phục, chủ dạch hón phục có nghĩa là mau khỏe lại. Hón phục, hón phục có nghĩa là bình phục. Chủ dạch, chủ có nghĩa là sớm, dạch là ngày, sớm hơn một ngày bình phục thì có nghĩa là sớm khỏe lại ha. Nói chung là như thế, chúng ta muốn chúc mau bình phục, sớm khỏe lại thì sẽ là chủ dạch hón phục. Chủ dạch hón phục, chúng ta muốn chúc dài dòng đầy đủ thì sẽ là chúc lỵ chủ dạch hón phục. Chúc lỵ chủ dạch hón phục có nghĩa là chúc bạn mau bình phục, hay là chúc mẹ mau bình phục, hay là chúc ba mau bình phục, hay là chúc anh mau bình phục, chúc em mau bình phục. Nói chung là chúc ai đó sớm khỏe lại, chủ dạch hón phục. Rồi khi mà chúng ta nghe ai đó khuyên mình tó tí dấu xích hay là chủ dạch hón phục, chúng ta muốn trả lời là cảm ơn bạn quan tâm, hay là cảm ơn tấm lòng tốt của bạn, cảm ơn tấm lòng của bạn, cảm ơn bạn quan tâm, thì chúng ta nói như thế này: tó chè lị dậu sắm. Tó chè lị dậu sắm thì tó chè lị cũng đủ rồi hả ông chàng. Tó chè lị là cảm ơn bạn, cảm ơn chị, cảm ơn cô, cảm ơn ai đó. Chúng ta thêm dậu sắm có nghĩa là có cái tấm lòng, có lòng ha. Dậu sắm, dậu là có, sắm là trái tim ha. Thì chúng ta nói dài dòng một chút, cũng như là mình muốn cảm ơn cái sự quan tâm của ai đó ha, thì mình nói như thế này: tó chà lị dậu sắm, tó chà lị dậu sắm, cảm ơn bạn quan tâm, cảm ơn mẹ quan tâm ha. Rồi khi mà chúng ta nghe ai đó nói lời cảm ơn với mình, tó chè, thì mình đáp lại là mình sẩy hạt hì. Mình sẩy hạt hì thì mình sẩy hạt hì có nghĩa là đừng khách sáo hay là không có chi. Nếu như mà quý anh chị và các bạn bỏ lỡ qua cơ hội thông thả học tiếng Quảng Đông mà về cái cách chào hỏi đó, thông thả tiếng Quảng Đông bài số 1, cái bài đầu tiên á, thì quý anh chị các bạn trở về đó tham khảo ha. Còn quý anh chị các bạn tham khảo rồi thì cái câu mình sẩy hạt hì này quý anh chị các bạn như là ăn cơm bữa luôn rồi ha. Mình sẩy hạt hì có nghĩa là đừng khách sáo, không có chi, không có gì mà phải cảm ơn hết. Rồi bây giờ khi mà chúng ta bệnh ha, chúng ta uống thuốc thì uống thuốc, người Hồng Kông không nói, không phải không nói mà ít nói là giảm dợt, mà người ta nói là xịt dợt ha bạn. Xịt dợt có nghĩa là uống thuốc. Nói chung người Hồng Kông muốn nói hai chữ uống thuốc thì sẽ là xịt dợt. Quý anh chị bạn lưu ý ha. Có bạn hỏi giảm dợt được hay không? Giảm dợt cũng được ha. Thì không ai rầy mình hết ha chàng. Thì mình muốn chia sẻ cho quý anh chị bạn, đây là những câu nói mà người Hồng Kông người ta hay nói ha. Thì quý anh chị bạn lưu ý ha. Quý anh chị bạn muốn nói giảm dợt thì cũng không ai rầy mình hết ha. Nhưng mà thông thường thì người Hồng Kông người ta muốn nói uống thuốc là xịt dợt ha. Quý cho bạn lưu ý. Uống thuốc nước thì người Hồng Kông sẽ nói là
giảm giọt sủi. Giảm giọt sủi có nghĩa là uống thuốc nước. Mình thí dụ như là uống thuốc nam ha, hay là uống thuốc ho, hay là những cái dung dịch mà nó có nước ha, thì sẽ là giảm giọt sủi. Quý anh chị bạn lưu ý ha, giảm giọt sủi có nghĩa là uống thuốc nước. Rồi bây giờ uống thuốc viên đó, uống thuốc viên thì là xịt giọt duyễn, xịt giọt duyễn ha. Uống thuốc nước là giảm, mà uống thuốc viên là xịt ha. Uống thuốc nói chung là xịt giọt. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói thoa, ví dụ như chúng ta có bị ghẻ hay là bị cái gì đó mà chúng ta cần thoa thuốc, bị dị ứng gì đó thì chúng ta cần thoa thuốc, thì sẽ là trà dược cứu. Trà dược cứu, co trà, có xì giấm. Chúng ta không đọc, chúng ta không đọc xà, không đọc tà, không đọc trà, mà chúng ta sẽ đọc là trà. Trà, trà dược cứu. Dược là thuốc, cứu là kem. Trà dược cứu có nghĩa là thoa thuốc kem. Cùng nhau đọc lại những cái từ, những cái cụm từ cho quen nè. Xịt dược, xịt dược có nghĩa là uống thuốc. Xịt dược sủi, xịt dược sủi uống thuốc nước. Xịt dược diễn, xịt dược diễn uống thuốc viên. Trà dược cứu, trà dược cứu thoa thuốc kem. Lị cọt tắc hổ tí mì, lị cọt tắc hổ tí mì, bạn thấy khỏe chút chưa. Ngọ hổ trỏ hổ tó là, ngọ hổ trỏ hổ tó là, tôi đã khỏe rất nhiều rồi. Tó tí dấu xích, tó tí dấu xích, nghỉ ngơi nhiều chút. Chủ dạch hón phục, chủ dạch hón phục, sớm khỏe lại mau bình phục. Tó chè lị dậu sắm, tó chè lị dậu sắm, cảm ơn bạn quan tâm. Sảy ha khi, sảy ha khi, đừng khách sáo. Rồi thì qua bài chia sẻ này, mình cũng hy vọng là quý anh chị và các bạn khi đi xe điện ngầm, quý anh chị và các bạn thấy dấu xín trò, dấu xín trò thì quý anh chị và bạn cũng hiểu được đây là ba chữ gì ha. Hay là chúng ta muốn chúc ai đó ngủ ngon thì chúng ta cũng biết chúc như thế nào ha. Hay là chào buổi tối, chào buổi sáng thì chúng ta cũng biết chào như thế nào. Hay là chúng ta muốn chúc ai đó sớm bình phục, hay là chúng ta muốn hỏi thăm một ai đó cảm thấy khỏe chút chưa, hay là chúng ta muốn khuyên một ai đó là nghỉ ngơi nhiều chút thì chúng ta cũng biết nói như thế nào ha. Hay là cái sự phân biệt giữa uống thuốc của người Hồng Kông, khi mà người ta uống thuốc nói chung thì người ta sẽ nói như thế nào, và khi mà người ta muốn phân biệt cụ thể rõ ràng là họ uống thuốc nước hay là uống thuốc viên thì sẽ nói như thế nào, hay là thoa kem, thoa thuốc, thoa kem thuốc thì chúng ta cũng biết nói như thế nào ha. Thôi thì mình xin nghỉ ở đây, và luôn chúc chú anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng hẹn gặp lại. Tất chào tất cả sáu thảy. Chào kiên. Bye bye.